hello hello các bạn chào mừng các bạn đã đến với kênh du cái kênh chia sẻ kiến thức về lập trình android và java cái là mà kia sẽ chia sẻ nhiều cái khác Đấy. hiện tại thì mới chia sẻ cái thôi ok thì uh, ở... Chứ... Chứ... xem trước khi xem nhá thì sẽ là dài khoảng 30 giây để cho quảng cáo ok uh, thì đây là kênh của mình kênh một cung cấp chia sẻ kiến thức lập trình về java và android đại khái là hiện tại thì có thế và tương lai thì mình sẽ muốn mở rộng hơn như đại khái là các bạn làm có thể làm app bằng bằng đại khái là nếu như các bạn code bằng Java nó code bằng Java thì đại khái là cái này nó sẽ được hỗ trợ nhiều không bởi vì Java nó sẽ có từ lâu rồi nhưng tất nhiên rồi bởi vì là Android giờ nó có sẽ nhiều Android thực sự nó có rất nhiều cái để code ngôn ngữ ấy ý mình là ngôn ngữ ví dụ thằng code đi chẳng à. hạn con Onin đấy Onin cũng là ngôn ngữ mới Để khái là ngôn ngữ thì nó nó gọn lên nhiều gọn lên Java rất nhiều đấy và thứ hai là các bạn có thể dùng đây là một ngôn ngữ nhá để cố ra app Android nhé cũng có thể dùng Ionic 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 nghĩa là gì Ionic cũng là một cái nền tảng được ngôn ngữ được phát triển để làm cái mobile app Đấy, mobile app. thì cái Ionic này ấy, nó có hữu dụng ấy cái khái là khi mà các bạn làm về web nếu như các bạn làm về web web rồi ấy, mà các bạn chuyển sang làm app ấy mà cái ngôn ngữ mà các bạn làm ấy mà hay là cái tool ấy các bạn làm ấy nó chính là thằng Ionic này ấy. thì Đấy, cái cái Ionic nó một cái platform thôi thì nếu như thì mà các bạn dùng cái Ionic này ấy. thì cái là nó rất dễ dàng rất dễ hiểu bởi vì cái khi các bạn cốt bằng Ionic ấy, thì nó rõ cho các bạn debug ở trên Chrome đấy, ra các bạn loan nã ở trên Chrome đấy, Ionic bị một cái, có nghĩa là, mặc dù các bạn có thể cốt được ở trên cốt bằng ngôn ngữ web luôn nhá, bằng ngôn ngữ web nhá, bằng file HTML hay là hay là bằng gs đấy, nhưng cái hạn chế của nó ấy, là để tương tác sâu, tương tác sâu vào cái điện thoại đấy, thì không thể nào bằng Kotlin hay Java được đấy hoặc nhưng nó chỉ được cái lợi thế là thứ nhất là hơn hơn làm web thôi đấy thì cái lợi thế của thằng Ionic này hay là của thằng Android này lợi cái khác cái khác biệt đấy của Ionic và Java ấy, thì mình sẽ ăn nói ở một video khác ok chưa quay quảng cáo quảng cáo nhiều quá đấy thì bây giờ là quay lại chủ đề chính thì ở lần trước mình hướng dẫn các bạn làm cái màn hình uh, chơi game cho con uh, app đổi hình bắt chữ rồi nhá thì ở lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị cái nít cái nít đáp án của người dùng ở đây chưa chưa rồi thì bây giờ nhá ở trong này mình sẽ cho nó một cái thằng cái vùng xanh của mình này cái vùng hiển thị đáp án này mình sẽ xóa đi nhá cho nó một cái thằng hit view chưa yeah. hit view có độ dài là map parent thằng này cũng là map parent rồi đóng thẻ lại cho xem thêm cái graffiti là center nữa rồi của map parent này map parent à, thằng này quá cầm chen thôi ok sorry sorry quá cầm chen nhìn nó vẫn nó bị phun ha <laughs> à các bạn để ý không? chạy lên thì sẽ không bị phun ra. Rồi, tiếp theo đấy nhá. Thì như các bạn biết ấy, thì cái hiển thị đáp án người dùng á có phải là nó sẽ có một clip cái ô trắng này không? Thì bây giờ mình sẽ tiến này mình uh, tạo ra một cái file item. Thấy chưa? Item layout số file. Đó. Sẽ đặt tên cho nó là item chip trừ đáp án à không câu trả lời câu trả lời enter rồi trong thằng này làm gì trong thằng này ở đây cho nó một cái thằng tách view để cho nó là một cái thằng tách view à nó độ dài là web content nên web content ok chưa cái cái padding mình sẽ để à không à không để web content được để cho nó là 60 dpi. Đây cũng 60 dpi. 60 dpi. Ok. Cho nó thêm cái margin. Margin uh, tầm 2 dpi á. Đấy. Bỏ cái padding đi. Mình cho nó một cái text đi. Text là chữ A à. Đấy. Graffiti mình sẽ cho nó là center. Tiếp đến nữa, text size Mình sẽ để 20 sp. 60dpi, 60dpi, ồ to bãi ạ hơi giảm đi, đi. 40. 40 40, 40 hình như cũng hơi to hả à đấy Đấy xem chưa. Đấy, text color nhá Text color sẽ cho nó là thang 0, 0, 0, 0 0, 0 Đấy màu đen Đấy background Nhìn mình đương nhiên là xem màu trắng rồi, nhìn cho rõ Đấy 6 chữ F Nóng thẻm ạ chưa? rồi tiếp đến nhé cả vào trong này các bạn tạo cho mình một cái kit thế là tên cho nó là adapter uh, adapter ok rồi và trong này mình sẽ tạo ra cho nó một cái file java class có tên là string adapter đi à nó có tên đáp bán đáp án à đáp tơ a đáp tơ là đấy ai để về cây đây đây tội để về cây ngu ra rồi hôm nay mình sẽ kế thừa Extend bằng Array After. after Đấy. Thì cái kiểu kế thừa của nó các bạn truyền vào cho mình là string nhá. Có nghĩa là cái after này sẽ biến một cái list string đổ vào cái view này ở trên màn hình cho mình. Ok chưa? Đấy, thì khi mà kế thừa xong ấy, nó sẽ bắt các bạn tạo ra cái constructor của nó, constructor super ấy. Các bạn chọn cho mình cái thằng nào mà có cái object nice này này. Đấy, nhấn enter. Rồi. Sau này mình sẽ tạo ra hai biến nữa, một biến để chứa con tách. Nó là biến con tách, biến chứa con tách chắc chắn là kiểu dữ liệu phải là con tách rồi. Mai con tách. Mai con tách mai CT. Đó. Tiếp đến nữa là một cái arenit để chứa cái arenit mà mình cần đổ lên màn hình. Arenit đấy, bởi vì cái thằng app tôi là đổ một cái nit trên màn hình thì cái arenit của mình ấy cũng là string cũng kiểu dữ liệu là string ở đây mình sẽ gọi là zip my contact bằng đúng cái context truyền vào tiếp đến nữa là zip arr bằng new mình sẽ new lên luôn khởi tạo lên luôn và truyền vào cho nó truyền vào trong ngoặc tròn này cái thằng object object đó chấm vải ok chưa đấy thì khi mà khi mà các bạn làm này ấy, đồng thời thì có nghĩa là các bạn đã khởi tạo cái ARN, cái arit arr của mình với cái data truyền vào và cái nít trình truyền vào rồi đó xong đây là xong cái thằng con nhá tiếp đến nữa các bạn override này cái hàm get view cho mình cái thằng get view này nhiệm vụ làm gì có nghĩa cái thằng uh, thằng a a này ấy, nó làm nhiệm vụ đổ, đổ. cái nít lên trên uh, cái màn hình cho mình nhá thì cái thằng get view ấy nó làm nhiệm vụ là lấy cái file uh, cái file item mình vừa thiết kế ấy, để chèn vào các item này các bạn nhìn các item này đấy hiển thị màn hình cho các bạn còn bình thường á nếu như để không á nó sẽ để là mặc định luôn thì cái mặc định bao giờ nó cũng xấu đúng không đấy rồi thì ở đây nhá đầu tiên các bạn kiểm tra cho mình cái thằng con vật view tiền vào à nó có bằng luôn hay không nếu nó bằng luôn thì sao nếu như bằng luôn ấy thì là mình chưa xét thì có nghĩa là cái thằng after này chưa biết là sẽ nó sẽ phải lấy cái thằng item câu trả lời này để đẩy lên cái màn hình cho mình đó thì bây giờ đơn giản mình phải cho nó biết là nó phải lấy ra cái thằng item câu trả lời kia để đẩy lên màn hình thì đây mình sẽ tạo ra một cái layout interface thì ra cú pháp này ấy, cái cú pháp để xem này ấy, nó có khá nhiều cú pháp mình thì mình hay dùng cái này đây mình hướng dẫn các bạn đây này interface này bằng f nó về layout interface trước, gọi cái biến contact của mình ra, my contact .get system service, truyền vào cho nó một cái string, nó chính là layout service này, layout inflate service .vậy, cho một tiếp nó xuống đây, các bạn gọi cái content view cái ra bằng inflate .chấm inflate, truyền vào cho nó một cái resource name r .chấm layout ấn đi câu trả lời phải tiếp theo các bạn truyền là luôn đó không thì lúc này nó đã hiểu là cái con của view ấy là cái đẩy màn hình ấy chính là cái thằng item câu trả lời của mình đúng chưa thì cái hàm này ấy, nó yêu cầu các bạn phải return phải trả về cho nó một cái ảnh à một cái um, layout layout nào ấy để nó đẩy lên màn hình chính là cái thằng con vật mình vừa mới làm ok chưa rồi rồi nhá tiếp theo à bây giờ mình quay vào cái màn hình chơi game máy đi ở trong này nhá mình sẽ có một cái arenit arenit kiểu của nó là String mình sẽ đặt là a và r câu trả lời câu trả lời đó chấm vải đây và tiếp đến nữa mình gọi à mình quay bên này mà này mình sẽ đặt đặt cho nó cái id id cho này bằng uh, dv câu trả lời đó rồi mình copy cái id nhá ta à, mình chơi game activity à ở đây mình sẽ tạo nó, cho nó một cái git view đó cái view này tấm vở này đó và dưới này mình sẽ tạo ra một cái hàm và là vết có ánh xạ sẽ tiến hành ánh xạ cho các cái item ở trên màn hình á thông ở trong cái hàm này mình sẽ gọi cái video câu trả lời ra này bằng in view by id in view by id đó, đó r.id.gdv câu trả lời đó chấm vậy này xong nhá tiếp đến nữa tạo ra mình sẽ tạo ra cái hàm private void init init cái hàm init có tác dụng gì thì có nghĩa cái hàm init này thì mình sẽ khởi tạo data ở trong cái hàm init này khi mà mới lên á rồi cái vào đây được chưa A à, là câu trả lời bằng mình sẽ khởi tạo cái Arabic câu trả lời của mình lên đó đó vậy tiếp đến nữa là mình sẽ add thêm uh, cho nó vài chữ đi ví dụ cười dùng chọn A này rồi rồi chữ B đi rồi khi ở cái dòng mà nhá các bạn nhấn căn chân D để nó tự copy cái... và chèn xuống dưới cho mình đó <laughs> Rồi Xong đấy thì ở đây mình sẽ viết ra cái hàm nữa Private Void đi Private Void à. Đấy Hiển thị Câu Trả lời Ok Đó Làm phép đây À nhầm Rồi mở 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 ngọt Thì trái hàm này ấy Mình sẽ có công dụng ấy Là sẽ nó sẽ đẩy cái câu trả lời lên màn hình cho mình đúng chưa thì ở đây nhá mình sẽ gọi à đâu mình sẽ gọi viết câu trả lời chấm set after new một cái after à, new một cái after đáp án á cái đáp án after chính là cái class vừa, vừa mình tạo ra đó thì thứ nhất nó bắt truyền các bạn truyền vào ba tham số thứ nhất là con các bạn truyền vào zip chính là cái màn hình này tiếp theo đó là số 0 số 0 là cái gì chuột thôi Đấy. và tiếp đến nữa là một cái nít để nó biết là lấy data của nít đấy để để lên màn hình đúng không Đấy. chính là cái ai tôi câu trả lời của mình chưa yeah. thì ở đây <laughs> mình sẽ gọi này đầu tiên là ánh xạ này à đâu đầu tiên là init tiếp đến là ánh xạ và tiếp đến nữa là phần hiển thị câu trả lời ok nó sẽ xấu chắc chắn nó sẽ xấu tí các bạn chạy lên thì các bạn sẽ biết các bạn vào android manifest cho mình nhá ở đây ấy các bạn nhìn thấy cái đống lạnh này chưa đấy và cái đống lạnh này sẽ quy định là cái màn hình nào Thế là màn hình chạy đầu tiên của app thì hiện tại nó có phải nó là cái màn main activity không chính là cái màn này à? đấy bây giờ mình sẽ sửa lại một chút tựa lại một chút mình chuyển cho thành cái màn chơi game máy DVD chính là cái màn chơi game mà mình vừa mới viết và mình loan lại app ok chưa bạn chỉ cần test vào giữa hai thẻ tivi đi là được đó dễ giản lắm Làm đợi tí nha nó chạy rồi, rồi đấy rồi đó nhưng mà nhìn nó xấu không thứ nhất nhá nó không được như trong hình đúng không nó không xếp ngang của mình không bây giờ mình muốn xếp ngang chưa ạ thì đơn giản thôi nó chưa xếp ngang cho mình ấy bởi vì ấy, cái thằng ít view ấy khi mà ít view nó sẽ hiển thị các cái item để của cái nít cho mình nhưng mà khi các bạn không cài cho nó thêm cái num con num ấy thì nó sẽ mặc định là giống hệt thằng ít view luôn đó ít view là các item xếp xếp từ trên xuống dưới thôi trong một cột thôi cài cũng tương tự bây giờ để xếp ngang ấy

ăn đây này đó con nhìn nha đó chưa được đẹp cho lắm không nó chưa hề căng ra giữa không rồi ok để mình sẽ sửa lại một chút hàng ngày sẽ để là quá còn xe thôi quá còn xe thôi đấy còn lại này em nó được chưa là biết nha vẫn chưa được không? À, không căn ra giữa cho mình không? Thế thì thằng này mình phải trở lại rồi Mình thằng này là Graffiti Nó xem chờ Không căn ra giữa thì nó phải căn ra nhìn cho đẹp đẹp tí Không căn sát nhau để can ra nhìn cho đẹp đẹp Rồi, đó, các nhìn chưa? Nhưng mà cái nít của mình ấy Nít của mình ấy, có phải là mình truyền vào toàn chữ B không? Nhưng các bạn nhìn trên màn hình này, toàn chữ A không? vì sao bởi vì trong cái file after ấy mình chưa đổ data cho nó đấy mình mới có biết là cái trong câu trả lời là cái em sẽ đẩy lên trên màn hình thôi đúng không? bây giờ mình sẽ phải tiến hành mình đổ data cho nó thì trong cái em câu trả lời mình có mình có một cái text view không? Để đặt cho nó một cái ID ID uh, txt câu trả lời câu trả lời đó copy này. copy tiếp đến nữa là sang file after ở đây tạo ra cho nó một cái text view chưa yeah. tên là tính cái TV câu câu lời luôn này bằng à, con view các bạn gọi con vật view à chấm in view by id đó nó chính là ánh xạ ấy nó không khác gì đâu đấy r nhá chấm id này chấm Thế về câu trả lời đó đấy hôm nay nó là thế rồi tiếp đến nhé thì bây giờ bây giờ là ừ sau khi ánh xạ xong rồi ánh xạ này nó cũng giống cái các bạn ánh xạ ở bên này ấy Nhưng chỉ khác cái là nó ánh xạ có nghĩa là nó cái này có nghĩa câu lại này có nghĩa là trong cái con review này nó có một thằng tech video trả lời và đây là các bạn lấy ra nó giống ở đây hoặc là cái khác khác ấy hôm nay nó giống như kiểu đây là cách các bạn bày có tình cảm với cờ đớt nó giống đây là tình cảm của, các bạn với cờ đớt này đấy nó chính là bằng cái thằng này đấy, thằng này là cái thằng sẽ thể hiện ra cho màn hình đấy rồi xong đấy rồi nhá thì uh, sau khi các bạn đánh xạ xong các bạn gọi cái về câu trả lời này. chấm phép đấy đó cái cái phần này là cái phần hiển thị hiển thị data thì cái data lấy từ đâu chính là lấy từ cái zip này chấm ar chấm ghép các bạn truyền vào ghép có nghĩa là ghép nghĩa ghép đây nghĩa là gì à, ghép đây không phải là ghép nhau đâu ghép đây có nghĩa là lấy ra lấy ra cái item của cái Aris các bạn truyền vào chính là cái Aris thế này đó thì lấy ra phải cung cấp cho nó cái vị trí đúng không chính là cái thằng position truyền vào có nghĩa là tương đương với lại cái vị trí của cái chữ ở trong cái list này thì cái thằng position này cũng tương tự đó bây giờ các bạn mình sẽ áp cho nó các bạn xem này Đó, các bạn nhìn chưa? Đang ra chữ B chưa? Đây là ví dụ nhé, ở bên này mình xóa thằng này đi thì sao? Xóa lại nhé. Đó, trắng nguyên chưa? Đấy, ok. Rồi nhá Tiếp đến nhá Rồi bây giờ tiếp đến nữa là cái vùng bên dưới. Vùng bên dưới là cái vùng hiển thị đáp án hiển thị đã bán cho người dùng chọn đúng không? Thì thứ nhất mình sẽ xóa thằng cái bay gào đi. À, copy in nguyên cái cái view cho mình. Đấy, test thẳng về. Đấy. Ồ, nó báo đỏ. Tại sao con không thể có hai cái ID trùng nhau được? Đấy. Mỗi cái, cái ID mà đặt cho một cái item ấy nó là riêng biệt. Bây giờ các bạn chưa thể nhìn thấy ấy, bởi vì đơn giản là cái thằng bỏ mẹ à nó che nó là qua phòng nhưng mà nó đẩy bố che mất rồi bởi vì ngay từ ban đầu nó không ra ta thì nó không biết là hiển thị cái gì cả đấy thì các bạn ví dụ muốn nhìn đấy các bạn cho mình cái thằng này thành 100 dp đi đấy. thì các bạn sẽ nhìn rõ à cái bên dưới này, cái thằng quần què là nó đang ở chỗ này đó và mình phải sửa cái id cho nó mình sẽ là cho về đáp án ok ờ lại bật việc cây rồi rồi xong sau khi đấy xong rồi nha xong đây rồi đúng không ý đơn giản ở bên này mình sẽ cũng tạo ra cho nó một cái anit và tạo ra một cái view dạng copy y nguyên này này cái thẳng đây nó khác cái gì ở sang bên này nha. copy cái gì gì đã bán cho mình nhỉ đấy sang bên này cái thẳng vào đây đó là mình đã có một cái view khác sửa cái tên này đi thành đáp án đáp án mình lại có một cái array khác và dưới này mình cũng tương tự mình copy y nguyên tầng thôi không có bị mệt không bị mệt lắm thôi gõ đi gõ tay gõ tay gõ tay tay mình cũng new lên tạo lên này đấy đấm vậy rồi tiếp đến là mình cũng add cho nó một cái vài chữ

ta à, đó được chưa và đây mình cũng copy in lên thằng còn què à, hiển thị mình đây là hiển thị đáp án đáp án lại viết lại lại tại cây rồi rồi thì bây giờ cái thằng ghi cái đáp án này hiện tại nó chưa được ánh sáng thì mình sẽ ánh sáng cho nó ăn kích chuột phải đây là à cái kích chuột trái này đây là cần nhấn căn chữ đe. Paste vào đây. Paste vào đây tiếp. Rồi, thì sang bên này nhá. Cái hiển thị đáp án thì sẽ thay thế cho cái cái mình vừa copy ở đây và cái AX câu trả lời này sẽ thay bằng AX đáp án. Và cái new volume của nó sẽ bằng hiển thị đáp án này chấm sai là sai rồi mình hiện chia hai cho nó mình muốn hiển nó hiển thị hai dòng cơ ở đây bạn gọi cho mình thêm cái hiển thị đáp án đó bấm run được chưa rồi nó nên là hình rồi nhưng mà hiện tại cái thằng con què nó ứng cắt ra giữa ứng cắt ra giữa cho cái gravity đi gravity cho này là xem chờ nó căn ra giữa rồi bấm van này đại khái là thiết kế nó không nhìn giống trong, trong hình cho lắm bởi vì hình lần thiết kế nó không cho mình xem đầy đủ đó ví dụ kiểu thằng này mình sửa là quá còn then này bấm van này đấy đó các bạn nhìn thấy ổn nha ổn ổn nha, đấy rồi, ok thì uh, ở video mình đã hướng dẫn ừ. thêm một bước nhỏ đi tốn một hai tốn một hai chục giây gì đấy mình sẽ xét cho nó cái bắt dao và cái lề nắp đấy bấm chạy lại khi ra phải nhìn nó đẹp đẹp xinh xinh tí xinh xẻo các thứ Đó, nên là nhìn nó khá là ngon nhẹ. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ nhấn like video và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh cho mình nhá. Đấy, ngoài ra thì các bạn muốn tham khảo app thì mình có để cái đường link bên dưới của cái app này để các bạn tham khảo. Đó. Và còn muốn liên hệ trực tiếp mình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình thông qua cái fanpage UAV này Cứ nhắn tin cho mình đây là mình sẽ trả lời Ok chưa? Đó, video của mình xin được dừng lại đây Chúc các bạn học sinh vui vẻ